Hey, chào các bạn, mình đang có mặt tại một cái xưởng tại V-Ship mở rộng nha. Đây mình đang thử một cái bộ sấy với công suất là 9 kW, nhiệt độ yêu cầu là 250 độ C tại cái điểm đầu ra đây. Cái điểm đây là điểm đầu ra của nó là 250 độ C nha. Đây các bạn thân, đây dùng một cái con tủ nhiệt, tủ điện điều khiển không đó, sạc một cái quạt rồi khống chế. Đây, quạt 3 pha 2.800 dòng đó. Đây. Rồi bạn xem kỹ nha, này chỉ điều khiển nhiệt thôi, sensor mình đặt ở đầu kia. Và đây là cái quạt thổi vào một cái bộ điện trở sấy, điện chỗ thổi khí á nha. Đây thiết kế rất là gọn nhẹ và di chuyển rất là thuận tiện. Tủ điện thì mình có thể đặt bất kỳ nơi nào, mình kéo cái điều khiển lại là được rồi nha. Các bạn coi, đây là thực tế ở nhà xưởng. Đây rồi, ok các bạn. Để mình thử xem nó như thế nào đó nha. Nếu mà mọi người có thắc mắc, có hỏi gì thì comment phía bên dưới và chia sẻ livestream chia sẻ của mình nha. Rồi, ok, đây hệ thống sấy. Đây cái tủ điện thì mình cũng giới thiệu sơ luôn á, là cái tủ điện này là mình chỉ xài sấy mà quạt nè, MSW nè. Cái này khi quạt bật á, mở á, thì cái nhiệt mới bắt buộc mới được mở nha, còn quạt tắt thì nhiệt nó sẽ tắt để bảo vệ cái điện trở trong này. Điện trở này, điện trở thổi khí mình này. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.